làm điện vậy đó, đừng đem qua xem shop, đừng có đem qua, đem qua tụi mình làm không có kịp, nên đi tới những cái chỗ như thế này nè. Đó, nó gắn cho các bạn một lần, các bạn sẽ có một cái bài học. Đôi khi cái bài học đó rẻ tiền, thay cái dây dầu, thay cái lớp xe 1-2 triệu hết. Nhưng mà đôi khi có những cái bài học các bạn phải trả giá bằng cái mạng của các bạn. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Mình mới vừa đi tour về, mình chưa đánh răng, chưa rửa mặt. Bạn quản lý shop mình cho mình một cái thông tin về cái dè kẹt cứt. Và sẵn tiện cái dè kẹt cứt này, mình muốn cảnh báo các bạn luôn nha. Đây là lời cảnh báo đặc biệt nguy hiểm, vui lòng đừng làm theo. Và mình không có cà khịa ai hết. Mình nói những cái điều này với cái cương vị là một người đi tour thường xuyên. Một tuần là mình đi cả 1000 cây. Mình không đi chỗ này, mình không đi chỗ kia. Mình không đi tour nhóm thì mình đi một mình. Mình không đi một mình thì mình đi tiền trạm để mình tổ chức tour. Cái việc lên đồ gì đó bất kỳ cho một chiếc xe gắn máy, nó là một cái nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì không được cẩu thả, không phải cứ có cái tác dụng là được. Ví dụ các bạn mưa, các bạn mặc áo mưa, thì cái áo mưa bộ nó khác với cái áo mưa cánh dê. Mọi thứ nó đều có lý do của nó hết á. Thì mình nói cái điều này ra là để đảm bảo an toàn tính mạng cho các bạn. Không phải cà khịa, cũng không có nói là mình giỏi hay là cái gì hết. Thì mình sẽ cho các bạn xem một cái vấn đề như thế này. Mình sẽ cho các bạn xem một cái sự xém chết của khách hàng. Mình quay cái điều này vì cái sự cay cú của mình. Dạo gần đây á, có mấy khách hàng của mình ngộ lắm các bạn, rất là kỳ cục, rất là ngộ. Mình lắp đặt xong của mình hết luôn, mình có diễn giải, mình lúc tính tiền có diễn giải cái thứ rồi, có checklist, khách không có hỏi. Cái xong khách đi về, khách không biết là vì lý do gì đó, khách chụp cái hóa đơn của mình đăng lên trên cái group, trên cái hội. Thì thật ra thì mình không có nhiều thời gian để mà quan tâm những cái chuyện đó. Nhưng mà fan của mình á mới gửi cái link đó cho mình xem, mình click vô vào đó mình xem. Thì mình mới phát hiện ra là mình cực kỳ như anti fan ngầm. Có nghĩa là họ không ghét cả mặt. Họ đợi một cái lúc nào đó, có ai nào đó, có một cái gì đó mà liên quan về cái ba chữ xe ôm shop, hoặc liên quan về điện xe máy, hoặc liên quan về đồ phượt gì đó, phụ kiện phượt hay là gì đó. Thì y như rằng có một vài thanh niên mà mình quen mặt lắm các bạn. Có nghĩa là cái nick đó nó thường xuyên có những cái bài post về xe ôm shop. Mình không hiểu là đại ý như là nếu như các bạn có làm điện đèn gì đó bất kỳ, đừng có đem qua xe ôm shop. Điện bác sĩ đèn, rồi điện xe máy, rồi gì phượt gì đó, rồi xe ôm shop. Rồi nó nói, nó dẫn chứng ra là xe ôm shop không có biết cái gì hết á, làm ăn tào lao lắm. Mà mình nói các bạn, mình cầu xin các bạn á, những cái bạn như vậy đừng có đem qua shop. Những cái khách hàng như vậy đừng đem qua shop. Tại vì đem qua á, tụi mình làm xuể, một ngày 30-40 xe rồi, không có nhu cầu làm thêm. Qua đây là ngồi đợi 3-4 tiếng, mình không phải khoe, mình không phải chảnh. Nhưng mình sẽ cho các bạn biết mình với những cái shop khác nhau ở chỗ nào. Ở cái chỗ như thế này nè, đây là một cái sự xém chết của khách hàng. Cái việc độ điện, độ đèn nó dễ lắm, nó dễ ờm mà. Nó dễ mà một thằng xe ôm như mình có thể mở được một cái shop to như thế này. Và với một cái lượng khách trung bình là 30 xe, hơn 30 xe một ngày, thì các bạn sẽ hiểu được là nó dễ đến độ nào. Cái việc mở shop ra để làm điện nó cực kỳ dễ. Nó không cần phải là một người kỹ sư điện vào làm. Mình đảm bảo với bạn, một bạn kỹ sư điện vào làm cái xe của các bạn nó cũng như cứt. Tại vì kỹ sư điện biết gì về mấy con ốc của xe đâu, mở ra gãy bát, phải gãy nhiều lần thì họ mới có kinh nghiệm. Mà kỹ sư điện thì cũng không có nhu cầu để mà ngồi chỉnh chu một chút, từng chút giống như tụi mình đang làm. Và cái điều đặc biệt quan trọng là mình chưa từng có một cái ý định gì đó lên một cái món đồ, bán một cái món đồ gì đó cho các bạn mà để nó ảnh hưởng tới cái mạng của các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn biết nha. Mình sẽ tư vấn các bạn lên những cái đồ cần thiết. Có những khách hàng họ bay vô, họ mới mua xe ra, mà được mình tư vấn á, mình toàn nói là anh đi đi, mày đi đi, bạn đi đi, em đi đi, đi đi rồi mới biết mình cần cái gì, mới biết mình nên lên những cái gì. Chứ đừng có thấy người ta lên xong cái mình lên theo. Cái mấy bạn lên một cái phong cách rất là kỳ, một cái bộ tăng sáng xong thêm 2 con bi cầu, không biết làm chi. Đó là vô dụng, nó không có thực tiễn. Mình đảm bảo luôn, những cái shop mà mình biết có thân và không thân, có ghét mà không ghét, có là bạn hàng cũng có là không bạn hàng, có là đối thủ cũng có thể là không đối thủ, không có cái shop nào mà có thằng chủ shop mà đi tour nhiều như mình đó. Mình xin đảm bảo và khẳng định lại,
Không có thằng chủ shop này mà tuần nào cũng lết đi cả ngàn cây số. Thật ra mình đi như vậy để mình quay clip cho vlog, cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình tích lũy kinh nghiệm. Các bạn thấy mình đổi xe suốt, mình đổi xe xuống, mình mua chiếc xe cũ, giờ mình trải nghiệm, mình đi ta bà thế giới, đi mấy ngàn cây xong về mình bán, có thể lỗ có thể lời, nhưng mà mình đi như vậy để mình có kinh nghiệm, đi như vậy để mình tích lũy thêm nhiều cái kinh nghiệm cho cái xe hôm shop, thì mình mới có thể khẳng định và nói với các bạn một câu là con xe này, đây là những cái các bạn cần lên và đây là những cái các bạn không cần lên. Thì đây là WinX. Không biết là ai là người lắp cái cản cái này, mình mà biết cái người mà lắp cái này mình bóc phốt luôn. Mình sẽ xin khách hàng cho mình chạy cái chiếc xe này, mình kêu bán tải chở qua thẳng cái shop đó để mà cho cái shop đó nó khỏi làm ăn luôn. Tại vì rõ ràng làm ăn như vậy là một cái kiểu làm ăn giết người, một kiểu làm ăn tào lao. Các bạn ghét mình chịu thôi, các bạn ghét mình rồi mình thêm một người ghét nữa thì cũng giống như thêm một fan thôi. Mình nhiều người ghét lắm thì này nó vui lắm các bạn. Các bạn cứ nói thật là nó ghét à. Mình càng ngày mình thấy mình càng giống chú Lân, cứ nói thật là bị ghét thì mình cũng sẽ tiếp tục nói thật. Đây là con WinX lên một cái như thế này. Đây á, là một phiên bản dè gạt cứt của xe WinX. Theo thuật ngữ của chú Luân, ngôn ngữ của chú Luân, đây là dè gạt cứt. Mà lên một khoáng một các bạn nè, coi nè. Rồi nè, đây là lên cái dè này. Vì lên cái dè này nó cạo cho cái bánh nè các bạn thấy không. Cái này mà đi thêm một chút xíu nữa là cái này nó vỡ ra. Đang chạy tự nhiên nó tung khoáng một, tung đít lên, chết, nào nào không hay. Nếu lúc đó đang tốc độ 80-90 là bạn đỡ sao nổi. Nè còn chút xíu nữa là vô bánh rồi nè. Âm vô trong rồi nè. Đó, âm hết vô trong đây luôn. Các bạn thấy không? Thấy không? Rồi, cái dè này nó bằng nhựa và nó chỉ được kết cấu vô hai cái miếng thế này hai bên thôi. Một miếng bên đây, miếng bên kia. Không có chia một cái lông đền đủ to để nó chịu được cái lực. Và đi nó rung rung rung. Các bạn đi như vậy các bạn thấy sao thấy nó rung như vậy nè, nó vậy nè. Đó, nó rung rung như nè. Nó xé luôn cái miếng này ra đó, rớt rồi nè. Đừng nói mình vẽ nha. Mới rớt ra nè. Đấy. Đây. Đây nè, nó xé luôn nè, nó xé cái miếng này ra luôn nè. Thì cái này nó cạ vô cái bánh. Thì cái này mà khách hàng mà không dừng lại, mà không nghiên cứu để mà dừng lại liền thì có phải là chết người không? Có phải là cái phát này nổ cái bánh xe cái chết không? Và chưa kể, chưa nói đến cái việc cái xe này đứt dây dầu luôn rồi. Giờ đạp tung lút rồi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đó các bạn thấy không? Rồi cái này tuột lút ra nè. Đó. Nó tuột cái dầu ra rồi nè. Có miếng dầu nào đâu. Cứ đạp là nó tuột ra nè. Nó cả đứt cái dây dầu của mình luôn nè. Nó cả đứt luôn cái dây dầu. Đó. Nó cả đứt cái dây dầu luôn của người ta. Và cái chuyện này là các bạn chết một mình nè. Cái việc nó cạ vô bánh là các bạn chết một mình. Cái chuyện các bạn xả dầu xuống dưới đường á là các bạn gây chết người cho người khác. Trời ơi cái dầu này mà nó trượt vô cái bánh này một cái ha, má nó trơn thấy mà như là đường đất đỏ mà dính nước giống như mình đi rừng vậy đó. Y chốc à. Đó. Đừng có nghe mấy cái thằng bán xe. Nhiệm vụ của nó mở một cái tiệm ra là để bán xe, không phải để làm xe. Cái kinh nghiệm và cái kiến thức về một cái sản phẩm như vậy nó không có. Mình cũng chỉ là một thằng xe ôm thôi, nhưng mà đường cái á là mình làm nhiều, mình sống chung với những cái chuyến đi, tuần nào mình cũng đi. Mình sống chung với những cái chiếc xe như thế này và mình làm nó mỗi ngày cho anh kia được cái shop to như thế này thì có nghĩa là mình có kinh nghiệm. Thì ít nhất là vẫn nhiều hơn một bạn bán xe. Suốt ngày bán xe, xong cái này nhập 100, bán 120 lời 20 ngàn, ok đẹp lời 20 ngàn. Rồi cái này, lên này chi không biết nhưng mà nó đẹp. Giới trẻ mình nó đẹp là nó lên. Cứ tư vấn nó, ồ mày lên cái này đi đẹp lắm là nó lên. Nhưng mà cuối cùng cái này, cái tác dụng nó ngoài đẹp ra không trả được cái gì hết. Và mình nói thật luôn như vậy nó không nóng nữa. Nó không làm cho xe thoát hơi nhiều như là không ngắn. Mà nó cũng không có cái tác dụng gì đặc biệt quan trọng để mà lên ngoài đẹp. Hôm bữa mình có quay một cái video WinX lên những gì. Là những cái đó là những cái sau khi mình trải nghiệm của tôi dài với kinh nghiệm của mình thì đó là những cái các bạn cần lên. Không phải lên cái này bùng bắn văng thế này. Các bạn chỉ cần một cái miếng cao su hôm bữa đã nói rồi. Và mình đang cho đi làm rồi. Mình sẽ tặng luôn cho các bạn, mình không có bán. Mình tặng luôn cho các bạn một cái miếng che ở đây. Che phụt đỡ hư phụt. Là nó sạch cái xe. Nó có mấy ngàn một miếng thôi. Mình làm ra mình tặng, cứ WinX dắt qua đây là mình tặng, dắt qua đây là mình tặng. Hỗ trợ xuyên Việt mấy hai mấy ba chục triệu được. Mà không lẽ giờ có cái miếng đó mình tặng các bạn không được. Thì tại vì xe hôm shop là bán hàng cho fan của xe vlog. Thành ra là mình luôn ưu tiên về cái sự cái vận hành lâu dài của bạn. Vì thế mới mua một chiếc xe đừng đem qua xe hôm shop. Làm điện vậy đó, đừng đem qua xe hôm shop. Đừng có đem qua. Đem qua tụi mình làm không có kịp. Nên đi tới những cái chỗ như thế này nè. Đó, nó gắn cho các bạn một lần. Các bạn sẽ có một cái bài học. Đôi khi cái bài học đó rẻ tiền. Thay cái dây dầu, thay cái lớp xe.
1-2 triệu hết. Nhưng mà đôi khi có những cái bài học các bạn phải trả giá bằng cái mạng của các bạn. Trời ơi, mình gặp hoài luôn các bạn ơi. Hôm bữa mới nói về vấn đề là lắp cái đèn ở dưới cái tay thắng, lòng thòng có nhiều người gắn lắm, 100 người gắn, nhưng mà không phải 100 người đó đều bị. Nhưng mà xui, cái rủi ro mà nó lỡ xảy ra là chỉ có chết không sống được. Cái này cũng vậy, cái này mà đi nữa lại có phải trả giá bằng cái mạng không? Thì các bạn tưởng tượng nha, bạn đang đi 50-60, nhiều khi đang ra ngoài đường quốc lộ, đang kéo 80-90, nhúng bật một phát một cái bánh nó cạo vô trong cái bát nha, đang cái là nó đang bị dưới dứt bách dầu á. Vì sao con chết? Dạ tại gắn dàn kẹt cứt của WinX chết. Các bạn thấy vô lý không? Các bạn giao cái mạng của các bạn cho những cái thằng bốc phát ở trên mạng giống như mình vậy đó, các bạn sẽ yên tâm. Tại vì ít nhất là khi các bạn xảy ra sự cố, mình luôn là sẽ là cái thằng chịu trách nhiệm cho toàn bộ mọi thứ mình lắp đặt. Còn những cái thằng mà nó nói đừng đem qua xe em shop, bên tao lắp xịt mắc kỳ có 1.8-2 triệu à, bên hàng xe em shop nó bán 3.6 triệu, nó bán mắc lắm. Cái cụm xịt mắc kỳ của hãng, cái bộ Hyperion của hãng Hyperion, họ đưa cho mình cái giá từ cách đây 4 năm trước. Đây là bộ Hyperion và em bán với cái giá này, em đừng có giảm giá. Ok luôn, 4 năm nay mình chưa từng tăng và giảm giá, chưa từng. Còn tụi nó đạp giá nhau. Thì cái tiền mà không có vô túi á, cái tiền mà không có đủ ăn á, nó sẽ sinh ra cái sự lương lẹo. Lương lẹo là sao? Mày bán 3 triệu, mày lề 400 ngàn một bộ, mày có trách nhiệm với 400 ngàn đó. Nhưng mà thôi, tao đang ế, tao bán 2.8 triệu, tao đạp giá mày, đạp chết mẹ em luôn. Tao lề 200 thôi đủ rồi, đủ một ngày tao kiếm miếng cơm mà rớt luôn rồi nè, rớt luôn rồi nè, ngồi nói xào xạo cái rớt luôn rồi, rớt ngốc luôn nè, rớt luôn rồi nè. Đó, tao lấy 200 thôi thì trách nhiệm chỉ có 200 thôi. Thằng kia má mày giảm 200 ế quá, thôi giảm nữa, tao lề 180 thôi, lề 150 thôi. Thì đó là chất lượng đi xuống. Xe em shop của mình chỉ có giảm cái tiền công thôi, mình chỉ có giảm giá cho 3 hạng mục. Thứ nhất là đồ thanh lý đã được sử dụng giảm giá, giảm bảo hành. Cái thứ hai là giảm tiền công, vì đó là cái tiền của tụi mình, tiền đó là tiền của tụi mình giảm. Còn cái thứ ba, anh em vui vẻ giảm 50%. Những bạn đi tour chung, những bạn có cái mã mà mình cấp riêng để giảm giá, tại vì những bạn đó những bạn rất là thân với mình, đem khách qua rất là nhiều, thì đó là coi như một phần cộng tác viên. Cứ qua 10%, cứ qua 10% thẳng luôn, không có cằn nhằn, không có gọi là bạn giới thiệu bạn này nọ cái thứ 2-3%. Có mình làm việc rõ ràng, cái chất lượng là cái cuối cùng mình nhắm tới, chứ nó không phải là những cái xạo liền như thế này, xạo liền cho vui thôi. Thì đó là toàn bộ nội dung video hôm nay. Và xin nhắc lại, mới mua một chiếc xe, hãy đem qua những cái chỗ như thế này để nhận được một cái bài học. Và đôi khi cái bài học đó các bạn phải trả giá bằng cái sinh mạng của mình. Đừng đem qua xe em shop, tại vì đem qua xe em shop các bạn sẽ không nhận được cái gì hết, ngoài việc các bạn phải trả rất là nhiều tiền hết. Quên, mình cần phải làm điều này để anti fan nó chửi mình nữa. Tại vì thường mình mấy cái này mình không có quay, mình làm không à, không có nói, làm không à. Nhưng mà tụi nó không thấy được, tụi nó không thấy bằng con mắt của tụi nó sẽ chửi là nãy xịt dầu dính vô trong cái gắp nè, cái dầu thắng nó dễ hư sơn lắm nha các bạn. Thì mình sẽ rửa lại cho khách, mình phải làm lại liền chứ, để nó chửi trời ơi thằng Hoàng nói nhiều vậy, dầu thắng dính vô cái gắp của người ta cũng khen không đem đi làm lại, nó mệt mỏi lắm các bạn. Ok các bạn, rửa xe 30 ngàn nha. Rồi ok các bạn nha, có rửa xe nha, Antifan alo, có rửa xe nha. Rửa xong rồi nha, trà xà bông rửa lại thêm lần nữa, rửa 2 lần nha.